Cách khu đô thị Vĩnh Điềm Trung 500m thì có một cái lô đất rất là nhỏ, rất là mini, rất là dễ thương để mà cho quý anh chị xây nhà an cư lạc nghiệp tại thành phố Nha Trang. Đó, thì hôm nay em Thi lại tiếp tục đi review bất động sản thực tế cho quý anh chị xem. Thì có một cái lô đất nó cách cái khu đô thị Vĩnh Điềm Trung tầm khoảng 500m thôi. Cái lô này thì nó thuộc Vĩnh Ngọc anh chị, thuộc Vĩnh Ngọc nha. Đó. Đó, thì nằm trong một cái khu dân cư hiện hữu như thế này, nhà mới xây rất là nhiều luôn. Nhà mới xây rất là nhiều luôn. Có một cái lô chưa đến 2 tỷ quý anh chị ha, chưa đến 2 tỷ để mà có thể an cư lạc nghiệp tại thành phố Nha Trang. Đó, thì từ đây mà đi ra biển Nha Trang á thì tầm chỉ có khoảng 3 cây thôi. 3 cây thôi là chúng ta tới biển Nha Trang rồi, rất là gần, nhưng mà chưa đến 2 tỷ nha. Đó. Đó, thì nhưng mà trước khi đi vào thông tin chi tiết lô đất á thì quý anh chị nhớ cho em Thi xin một like cộng với lại một đăng ký để coi như đó là cái động lực mà em Thi đi quay thường xuyên hơn ha. Em cảm Thi cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Đó, đây. Trước mắt anh chị là cái lô đất đây. Xét bên cái nhà này. Xét bên cái nhà này quý anh chị. Thì từ cái tường này qua tới một cái ranh gạch đây nè, ở đây có gạch rồi nè. Đây có ranh gạch nha. Với lại cái trụ ở sau kia. Đó. Thì cái lô này diện tích xây nhà rất là đẹp, nha quý anh chị. Cái lô này diện tích xây nhà rất là đẹp nha. Cái lô này á, tổng diện tích của nó là 109 m². 109 m vuông nha quý anh chị. 109 m vuông mà cái mặt tiền của nó rất là rộng. Cái mặt tiền của nó là 6,5 m lận. Cái mặt tiền của nó là 6,5 m. Đó, rất là rộng, có là mặt tiền 6,5 m là anh chị có thể làm thiết kế ô tô cua vào nhà luôn á. Đó, 6,5 m là rất là rộng ha. 109 m mà mặt tiền 6,5 m. Lô này là hướng tây, để có cái rèn ranh gạch này nè quý anh chị. Đó, nhà ranh gạch đây. Đó, cái lô này á là pháp lý rất là chuẩn nha quý anh chị, là sổ hồng riêng rồi. Mua bán là công chứng ngay. Và đặc biệt á, lô này là 100% thổ nha, 100% thổ cư luôn. 100% thổ cư luôn. Rất là anh chị muốn xây nhà hết đất thì rất là vô tư. Đó, cái đường hiện trạng của lô đất á, cái đường hiện trạng của lô đất là đường bê tông rộng 4m. Cái đường này là ô tô vào tận nơi ha anh chị ha. Đó, ô tô vào tận nơi luôn. Đó, xung quanh là nhà xây cũng khá là kín rồi nè anh chị. Đó, xung quanh là nhà xây khá là nhiều. Thật ra cái khu này ở rất là thích cái khu này á. Cái thời điểm 2-3 năm trước á, là khách săn đất rất là khu này rất là nhiều. Tại vì sao? Lý do tại vì sao? Tại vì sao người ta thích khu này? Thứ nhất á là nó nằm không quá xa thành phố mà nó giá nó lại còn lại hợp lý vậy ha. Đó, cái đường này á nó có thông ra một cái đường gọi là đường cầu dưới Phú Nông. Đường cầu dưới Phú Nông á, là một trong những cái đường rất là lớn ở cái khu vực Vĩnh Ngọc này. Đó, thì cái đường đó nó cũng giáp ranh với lại cái khu Vĩnh Điềm Trung. Đó, rất là gần anh chị ha. Khu này là nhà mới xây anh chị nhìn đi, nước sơn đồ này nọ là còn mới không à, không có là nhà mới xây. Đó, thì từ đây mà đi ra lại cái đường cầu dưới Phú Nông á là chỉ tầm khoảng 300m thôi. 300m là chúng ta đi ra lại đường cầu dưới Phú Nông ha. Mà khi còn từ đây á mà đi ra lại chợ Vĩnh Ngọc á, cái chợ của cái xã này, từ đây mà đi ra chợ Vĩnh Ngọc á là 500m nha. 500m là tới chợ Vĩnh Ngọc. Và 500m là chúng ta đi qua khu đô thị Vĩnh Điềm Trung luôn. Có nghĩa là ở đây chúng ta có được hưởng, chúng ta gọi là được hưởng ké cái tiện ích của khu đô thị Vĩnh Điềm Trung. Đó, thì khu đô thị Vĩnh Điềm Trung là có gì? Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung là một trong những cái khu đô thị mà gần như là đầu tiên ở thành phố Nha Trang. Đó, mà nó đã gần như là hoàn chỉnh rồi. Ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung á thì nó có bệnh viện quốc tế, trường tiểu học quốc tế. Và nói riêng về hàng quán cà phê ăn nhậu, nói chung là siêu thị Bixi này rất là nhiều ở cái khu đô thị đó. Cứ là mình cách cái tiện ích đầy, các cái tiện ích quốc tế đó chỉ có 500m thôi, rất là gần nha, rất là gần luôn. Đó, khu này là anh chị thấy không ạ? À? Nhà dân ở rất là kín rồi. Nhà mới xây rất là đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp. Đó, đường là 4m ô tô vào tận nơi. Đó, giá thì chưa đến 2 tỷ. Chưa đến 2 tỷ nha. Một chút xíu nữa em sẽ nói cái giá chi tiết cho quý anh chị, em sẽ phân tích cái giá chi tiết mét vuông cho quý anh chị luôn. Đó, thì cái lô này thứ nhất là điểm mạnh của nó là rất là gần các cái tiện ích. Gần cái khu đô thị Vĩnh Điềm Trung á là chúng ta sẽ gần các cái bệnh viện quốc tế, trường học quốc tế, rồi siêu thị Bixi. Nói chung là những cái tiện ích đó là chỉ 500m, khoảng 500m là chúng ta tới rồi. Đó, gần cái chợ Vĩnh Ngọc nè, chợ Vĩnh Ngọc cũng 300m rất là gần. Và trung tâm thành phố Nha Trang á, về trung tâm luôn á thì khoảng 1,5 cây thôi, 1,5 cây thôi. Và đặc biệt là đi ra biển là chỉ khoảng 3 cây thôi, rất là gần, đi 3 cây số là chúng ta xuống biển rồi. Rất là gần, đây là một những cái điểm mạnh của cái lô đất này. Còn cái lô này á, nó có một cái điểm chưa mạnh á là đường nó cục. Nhưng mà đối với những anh chị đi làm cả ngày rất là mệt mỏi, mà đi ra ở những cái con đường thông á, xe đi qua đi lại á, rất là khó chịu, rất là ồn, buổi tối sẽ rất là khó ngủ. Đôi khi á, là
Em bản thân em cũng vậy, em đi làm cả ngày ngoài đường á, em muốn về nhà nghỉ ngơi á, là em muốn một cái nơi nào đó yên tĩnh để em có thể dễ dàng vô giấc, đúng không anh chị? Mình ở một cái đường thông á, xe đi đi xe cộ đi nhiều á, tối về mình rất là khó khó ngủ, mà cuộc sống bộn bề bây giờ á, nằm xuống một phát á, là cái đầu mình nó suy nghĩ tùm lum, mà đã gì còn ồn ào nữa thì rất là khó ngủ. Cái chỗ này mặc dù là đường cục nhưng để mà tối về ngủ thì chắc rất là ngon, về nghỉ ngơi yên tĩnh rất là ok luôn. Lô này thì đất á, bằng phẳng vuông vắn, sổ cực kỳ vuông vắn luôn, ngang 6,5, cái hậu 6,5 luôn, nó rất là đẹp, sổ hồng là thổ cư 100%, là ngân hàng định giá cho vay cũng rất là cao đó. Khu này là nhà ở kín rồi, nhà ở kín rồi nha quý anh chị đó. Các cái tiện ích xung quanh là quá tuyệt vời luôn đó. Thật ra nha, đối với em cũng chưa có nhà ở Nha Trang đó, em tâm sự thiệt với anh chị vậy luôn, em cũng chưa có nhà ở Nha Trang. Và bản thân em nếu như sau này em có mua nhà an cư lạc nghiệp á, thì em sẽ chọn cái tiện ích trường cho con mình học nó gần, không ở đây gần trường tiểu học Vĩnh Ngọc, đi ra trường học Vĩnh Ngọc tầm khoảng 700 m, trường cấp 2 là có luôn, trường cấp 2 Vĩnh Ngọc luôn đó. Còn anh chị muốn cho con chị học trường quốc tế thì qua bên khu thì Vĩnh Điềm Chung đó, cái trường trường học quốc tế bên đó, đi qua từ đây qua đó 500 m rất là gần. Thật ra sau này khi mà mình bận rộn công việc nhiều thì cái việc đưa đón con đi học xe thật là gần nó cũng rất là quyết định cái khoảng thời gian của quý anh chị, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mua nhà ở quan trọng là đi chợ, đi búa, đi các cái tiện ích đó nó có gần hay không. Em sau này em mua nhà thì em cũng sẽ lấy những cái tiêu chí đó ha, lấy những cái tiêu chí đó. Lô này giá còn rẻ lắm quý anh chị, lô này giá còn rẻ lắm anh chị, rẻ kinh kinh khủng nha. Lô này là 109 mét vuông mà giá chỉ có 1 tỷ 820 triệu thôi, tính ra là khoảng 16 triệu 6 một mét vuông, 16 triệu 6 một mét vuông nha quý anh chị đó, 16 triệu 6 một mét vuông cho một mét vuông đất cách biển Nha Trang như tầm khoảng 3 cây, quá là ok luôn, không thể nào mà gọi là ok hơn được nữa. Đất vuông vắn đẹp, phù hợp để xây nhà, tối về yên tĩnh dễ ngủ không vấn đề gì hết nha. Ở trong khu này thì giống như khu cầm bao là được nhà bao quanh lại hết rồi đó, em nói vui thế thôi chứ còn mà các cái tiện ích xung quanh là quá là ok đó. Gần khu đô thị Vĩnh Điềm Chung, gần trường học quốc tế, gần bệnh viện quốc tế, gần chợ Vĩnh Ngọc, gần trạm y tế, nói chung là gần tất cả các cái tiện ích đó thì rất là thích hợp cho quý anh chị nào đang tìm một cái lô đất để mà xây nhà an cư lạc nghiệp tại thành phố Nha Trang đó. Lô này là 1,820 đó, chạy ra khoảng là 16 triệu 6 một mét. Cái thời điểm em thi đang quay là tháng 3 năm 2023 nha đó. Còn thời điểm sau này mà bán rồi hoặc là không bán nữa như thế nào đó thì khi mà anh chị kết nối á, thì nó sẽ cập nhật sau, nhưng mà thời điểm em đang quay này là giá đó. Và xây nhà ở khu này rất là ok luôn, mấy em thấy được, cảm thấy rất là ok với cái tiện ích như thế này đó. Thật ra bản thân em cũng không không chưa có cơ có, chưa có điều kiện để mà mua đất để an cư ở lại Nha Trang, nhưng em thì rất là muốn mua lô đất mà gần chợ gần trường để cho nó tiện công việc của mình, sau này mình đi làm về, mình đi làm cả ngày không có thời gian đi chợ, mình tạt qua mua một cái xong rồi mình về nhà rất là gần, hoặc là mình tạt qua mình đưa đón con mình đưa đón con mình rất là gần đó, mình gửi con mình đi học xong rồi mình lại đi làm, mình đi làm thì chiều mình về mình đón con xong mình tạt vào nhà luôn, rất là gần, nó cách cái mấy trăm mét thì quá là ok luôn anh chị. Bây giờ người ta nói thời gian là vàng là bạc mà đó, đón con gần, đi chợ gần thì chúng ta rút ngắn được cái thời gian này, thời gian chúng ta còn được làm việc khác nữa, rất là tiện luôn quý anh chị, rất là tiện luôn ha đó. Đó thì cái thông tin chi tiết của cái lô này á, thì em Thi cũng đã nói hết trong cái clip này rồi đó. Thì quý anh chị nào quan tâm cái sản phẩm này, thích cái sản phẩm này đó, thì kết nối với em Thi qua số điện thoại dưới phần mô tả để em Thi đưa anh chị đi xem rồi mình lâm cái lô này liền đó. Thật ra thì em Thi nói rất là chi tiết trong clip rồi, nếu như anh chị coi từ đầu tới cuối không bỏ sót một giây nào thì anh chị không cần hỏi lại em Thi luôn, anh chị không cần hỏi lại em Thi luôn, tại vì cái thông tin em Thi nói rõ ràng quá rồi, không có gì mà phải mập mờ ở đây cả đó. Nên là quý anh chị nào quan tâm sản phẩm này kết nối với em Thi, em Thi đưa anh chị đi xem nha đó. Rồi em Thi là xin phép kết thúc clip tại đây đó. Quý anh chị cô chú nhớ cho em Thi xin một like, lại một đăng ký, coi như đó là cái động lực mà để em Thi dầm mưa dãi nắng đi quay cho quý đất cho quý anh chị xem. Em Thi cảm ơn chị rất là nhiều đó, em Thi xin phép kết thúc clip tại đây. Chúc quý anh chị một ngày mới thật nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em Thi xin chào và hẹn gặp lại.